Một bạn bữa nay mình đi vô cái nhà hai người khi các cổ chết hai mẹ con nha các bạn, người mẹ và đứa con. Đây là một đứa em gái của người chị bị cắt cổ chết thì mình. Chị Hoa con khóc lắm hả? Con buồn không? Nhớ chị không? Con học lớp mấy rồi? Con mấy tuổi rồi? Bữa nay con không có đi học hả? Thấy con khóc chuyện qua thấy tội nghiệp quá trời luôn. Thì được chéo nói là đứa em nói chuyện rất là tội nghiệp phải không bạn? Bạn của chị hứa mua cho chị sửa với mua cho chiếc xe cho chéo chơi, chưa được chơi, nó bị nằm xuống đó. Các bạn nghe đứa em nói chuyện đứt ruột không? Mỗi lần nhắc tới chị là đứa em nó khóc các bạn. Mắt chị mà cả mắt cháu luôn. Con có ăn uống gì chưa? Dạ sáng cũng ăn rồi. Con gán cho con đừng có buồn nữa ha. Gán giữ gìn sức khỏe. Cái gì nó cũng mắc đã mắc rồi, sống không có được, con đừng buồn ha. Các bạn thấy đứa em mình thấy tội nghiệp và thấy cưng không? Nhớ chị và nhớ cháu không? Chọn sớm thời người lớn, có khi qua đó thì đi được chút rồi thôi. Nước biển cho khỏe, ăn không ăn được thì vô cho thuốc cho người, cho nó khỏe lên. Đừng có suy nghĩ nữa, nghe lời em đi, chuyện Phật thật nhiều với cháu. Chứ bây giờ chị suy nghĩ nhiều quá, chị bị bệnh rồi đó, còn ai người ta không hiểu kệ người ta. Con mình đau lắm. Em thì là một người kế bên hàng xóm mà em còn nói là bàng hoàng mấy ngày nay đó. Mấy ngày nay em cũng là giống như là đau khổ đúng như chị. Nghĩ tới cái cảnh mình có đứa con sau này lớn dạ vậy đó. Con chị bỏ. Thì chị được mấy đứa con hả? Năm. Dễ mất lời luôn.